Lê Na Nguyên này, chào Vy Nguyên, chào Thuận Kun, Nguyễn Thanh Toán, Nguyễn Khắc Cường. Rồi chị em nào mình chào hết Nguyễn này. Rồi chị em nào mình đang xem live bé hết bữa nào rảnh lên lấy đồ nha. Rồi chị em mình đang xem live stream thì chia sẻ live dùm chân nhé. Chia sẻ dùm chân một lần lên trang cá nhân công khai và 5 lần lên 5 hội nhóm, sau đó chụp màn hình lại và gửi qua tin nhắn dùm chân nha. Chào Tú Uyên nè, bé Uyên nhận được hàng chưa? Rồi chị em nào mình đang xem live stream thì mình chia sẻ live dùm chân nhé. Chia sẻ dùm chân một lần lên trang cá nhân công khai và nhiều lần lên các hội nhóm nha. 5 lần lên 5 nhóm chợ để được mua với giá. Xin like nha. Đúng rồi, nhà ngay cây xăng rồi em đi. Rồi, chị em nào mình đang xem live thì chia sẻ live cho em nhé. Chào anh Hồi An Ninh, cảm ơn anh nha. Chào Nguyễn Thu nè. Chào Nguyễn Thị Nina nè. Rồi, chị em nào đang xem live thì chia sẻ live dùm chân một lần lên trang cá nhân công khai và 5 lần lên 5 hội nhóm nha. Chào Hữu Bình nè. Rồi. Nóng quá. Nóng quá nóng. Chị em nào mình đang xem live thì chia sẻ live với em nha. Hello chị Phan Kiều Anh, chị Mimi nè. Rồi chị này đó. Hello anh Mạnh. Rồi chị em. Chị em nào mình đang xem live stream thì chia sẻ live dùm chân nhé. Một lần lên trang cá nhân công khai và 5 lần lên 5 hội nhóm. Sau đó chụp màn hình lại và gửi tin nhắn qua cho chân thì mình mới được mua giá trên live nha. Rồi những chị em nào mà sáng nay mình có đơn 1 thì chiều nay mình ráng chọn đơn thêm để mình đi đơn luôn ha. Rồi chị em mình đang xem live thì chia sẻ live dùm chân nhé. Rồi chị em đang xem live thì chia sẻ live dùm chân để được mua hệ hạ hàng với giá 10k nhé. Đầu live thì mấy chị em thích kinh lên bông tai thái hay là thích kinh lên hàng lên đồ trước nè. Tân Anh Thư là hôm bữa ra lấy đồ đúng không? Tội nghiệp, chở thêm thằng nhóc ra lấy đồ nữa. Quá nóng đi. Hello chị Duyên. Rồi chị em nào mình đây. Ông ta trước hả? Rồi bây giờ trong lúc mà chờ mấy chị vô thì mình làm bông tai trước hen. Vẫn làm bông tai trước nha. Vậy hả, cảm ơn Vi Phạm nha. Cảm ơn Vi Phạm nha. Rồi trong lúc này chờ mọi người lên thì Trinh lên bông tai trước cho mọi người xem ha. Bông tai đồng giá 19k cho chị em là mình chia sẻ like nè. Bông tai tròn giống như Trinh đeo ha. Bông tai tròn giống như Trinh đeo nè. Đồng giá 19k nha. Rồi bông tai tròn giống Trinh đeo nè mà nó có hai vòng tròn số 1 nha. Chị em nào lấy chốt trên mã số 1 nè. Mã số 1 19k nè. Giống như bông tai Trinh đang đeo á, mã số 1 nè. Chị em nào đang xem thì chia sẻ like nhé. Trinh sẽ lên bông tai nửa tiếng đầu. Rồi sau đó lên đồ ha. Chờ chị em đông đông rồi Trinh sẽ lên đồ nha. Rồi chị nào lấy trước thì Trinh mã số 1 nè. Đồng giá 19k nha. Đồng giá 19k nè.
lai đồ đi hả? Chị làm một chút xíu rồi chị sẽ lai đồ nhá. Số 2 này, đợi mấy chị em vô khoảng 100 người vô thì chị sẽ lai đồ nhá. Số 2 này, bông tai này đeo rất là dễ thương ha, bông tai Thái này ở ngoài nhìn rất là sáng ha. Số 2 số 1 chốt cho Vivi này. Vivi hồi sáng có rồi phải không Vivi ơi? Số 2 này. Số 3 này rất là dễ thương này, rất là công chúa luôn ha. Số 3 này, bông tai có cục bông nha. Số 3 nha, chị nào lấy chốt thì em mã số 3 nè. Mã số 3 có cục bông nha. Rồi chị mấy chị em chia sẻ like đi nha, đợi đông đông vô một chút xíu thì Trinh sẽ like đồ nha. Số 16 nha, số 16 này rất là đẹp nè. Số 16 nè, dễ hơn. Số 17 nè, số 17 rất là dễ thương nè. Số 16, số 17, số 3 nè. Chị sẽ like giùm em nha, trên 100 người thì Trinh sẽ bán, tiếp tục bán đồ nha. Khách ngủ rồi. Số 2 nè. Số 2 nha. Số 2 đá rất là đẹp luôn. Phát vô là kìa. Gọi phát hoài. Số 2 nha. Mấy chị chia sẻ like giùm em nha. À, thôi đợi đông đông xíu rồi bán bông tai cho nó không khí nha. Tự tin chia sẻ like trên này. Rồi chị em nào mình đang xem live stream thì chia sẻ like giùm Trinh nhé. Một lần lên trang cá nhân công khai và 5 lần lên 5 hội nhóm. Sau đó nhớ chụp màn hình lại. Sau đó nhớ chụp màn hình lại xong gửi qua tin nhắn cho Trinh thì mình mới được mua hàng với giá này nha. Rồi đầu like thì Trinh sẽ bán hàng với giá 10k cho mấy chị nha. Rồi 19k nha. 19k nè, 50kg đổ lại vừa, chị nào lái chốt trên mã 19 nha. 19, mã 19 cho chị em là chia sẻ like nhé. Chào Quyên Nguyễn nhé, ráng chọn cho đủ đơn phải không? Rồi chị nào lái chốt trên mã 19 nè. Mã số 19, 19k nhé. Hello Hồ Hoàng nè. Mã số 19, 19.000 nha. Rồi áo kiểu nha, áo đá nè. 15.000 nha, chị nào lấy chốt dùng trên mã 15, 15k nè. Mã 15, 15k, ừ, nãy trên có cả đơn, chị có thấy là mã 15, 15k đáng dồn đơn đủ đơn ha. Mã 15, 15.000 nè. Rồi áo sập nha, áo sập bịt vai nè. 15k luôn ha, chị nào lấy chốt dùng trên mã 15 nè. Ông quay lộn mã sọc đỏ nha. Sọc đỏ này. Mai nhé, mai Trinh về làm thiết kế nhé. Số 15 nè. Sọc đỏ nha, sọc đỏ 15.000 nè. Mai Trinh lên làm thiết kế nhé. Sọc đỏ 15k nha. Chị em nào đang xem like thì chia sẻ like dùm Trinh nha. Chia sẻ like dùm Trinh nha. Đôi bông tai như em hỏi, đôi bông tai như em sợ hết rồi. Để em coi tí có. Chị hôm nào lên đi. Chị em nào đang xem live, chia sẻ live giùm Trinh nha. Chia sẻ live giùm Trinh nha. Một lần lên trang cá nhân công khai và 5 lần lên 5 hội nhóm. Sau đó nhớ chụp màn hình lại dùng Trinh nhé. Chụp màn hình lại dùng Trinh để được mua giá trên like nha. Rồi chị em nào mình đã chia sẻ like rồi thì mình chấm dùng Trinh nhé. Từ từ đợi hăng hái xíu rồi vô ha. Ừ mai nha.
Dạ, mấy bữa nay em nghỉ á chị. Rồi, chị em đang xem live thì nhớ chia sẻ live. Cảm ơn Thu Nguyễn nha. Cảm ơn Thu Nguyên nha. Rồi, váy nè. Váy ren nha mấy chị nha. Cái váy ren này á thì nó kiểu như nó bỏ vô đồ mà nó quên bỏ cái miếng lót á. Quên bỏ miếng lót ở trong á, nên là chưa xem váy này cho mấy chị nha. 35 ngàn nha. 35 ngàn nè. 35 ngàn nha, rất là dễ thương luôn. 48 kiểu lại về vừa. 45 kg đổ lại mình mặc vừa, nhưng mà về mình mua thêm cái miếng lót ở trong để mình mặc á. Rồi 35 ngàn chị nào lấy. Chốt trình trên mạng 35 nha, rất là dễ thương luôn á. Đầm ren 30 đôn ha. Không đâu mình mua được cái áo này. Rồi cái đầm này với giá 35 ngàn thôi nha. Rồi chị nào lấy chốt trình trên mạng 35k nè. Rồi chị nào mà sáng nay chọn đơn cố gắng. Cố gắng chọn cho đủ đơn, nhớ cho số điện thoại đúng nha mấy chị nè. Mấy chị cho số điện thoại này, chốt hàng quá trời chốt luôn mà. Cho số điện thoại mà em không thể nào em gọi được. Gọi cũng không nghe máy nữa, không hiểu mấy chị. Chốt hàng làm gì nữa mà gọi hòa không nghe nè. 35 ngàn nha. Rồi chị nào lấy thì chốt thì em mã 35 ngàn nè. Rồi một cái quần đùi nha. Quần đùi size 29 nha. Quần đùi vải size 29 nè. 45 ngàn nha. 45k. Size 29 chị nào lấy thì comment giùm em. Ờ lên bông tai nãy giờ lên bông tai mà không thấy ai chọn hết, thôi để buổi tối đi. Buổi tối rong rã lên ha. Size 29 này chị nào lấy thì comment giùm trên nè. 45 ngàn size 29 nha. 45k nha. Chị nào lấy comment giùm trên mã 45 nè. Mã 45 cộng xuân thoại 45 ngàn nha. Size 29 nha. Size 29 nè. Thun thái nè. Thun thái 40k màu đen luôn. Chị nào lấy thì comment giùm em 40 đen nè. 40 đen nha. 55kg 60kg mặc cũng vừa nữa. Comment giùm em 40 đen nè. 40 ngàn mã đen nha. Thun thái nha. Cái đen này là thun thái nha mấy chị nha. 40k nè. Chị nào lấy chốt trên mã 40 nha. 40 đen nè. Comment thì em mã 40 nha, 40 đen nha. Rồi chị em nào đang xem live, chia sẻ live và chấm tương tác hậu chân nha. Chia sẻ live, chấm tương tác hậu chân nha. Thuyền Thanh Trần ơi, em hết áo thun thái rồi chị ơi. Em còn có mấy cái để em like vậy thôi. 40 cho Trương Thư nè. Áo thun thái em hết rồi nha. Áo thun thái em hết rồi, mỏng hết về hàng luôn rồi. Đặt hàng không có chị ơi. Rồi áo thun mỏng nha, Quyên Nguyễn sau rồi. Áo sơ mi mỏng nè, 10k chị nào lấy chốt thì em mã 10k nè. Sơ mi von á, 10k nha. Chốt thì em mã 10k nè. Chốt thì em mã 10k nha. Chị nào đang xem thì chia sẻ like dùm chân với nha. Chia sẻ like dùm chân với nha mấy chị nha, 10k nè. Chốt thì em mã 10k nè, Quyên Nguyễn sau rồi. Xin cho cái điện thoại lại gần xíu nha, nhìn cho dễ. Rồi áo thun nha, áo thun Quảng Châu nè. Áo thun nha. 19k là chị nào lấy chốt trên mã 19 nha. Mã 19 19.000 nha. Mã 19 19.000 nè. Mã 99k nha.
Còn nữa nè, còn một cái mã 19 nè. Thôi xin chốt cho mấy chị mà áo này 15 ngàn nha. Cái dễ nè, mở hàng nè. 15 ngàn cho chị nào chia sẻ like nha. Áo bông hồng có theo nữa nè, 15 ngàn nha. Chị nào lấy chốt trên mã 15 nè. Mã 15 nha, chị em đang xem thì cho trên xin một chia sẻ với lại chấm lên trên nha. Chia sẻ dùm trên một lần lên trang cá nhân công khai và 5 lần lên 5 hội nhóm thì mình mới được mua giá trên like nha. Rồi 15 ngàn nè. 15k nha. Rồi còn lạc trôi cái áo thiên thái này giống form trên mặt á. Áo giống như form trên đang mặt nha, 45k hồng nè. Chị nào lấy chốt chốt trên hồng 45 nha. Hồng 45, 45 ngàn này giống như form của trên đang mặt á. Hồng 45, 45 ngàn nha. Thun thái nha. Hồng 45 nè. Chốt hình trên mã hồng 45 nha. Hồng 45 nè. Đầu lai trên cát hơi chậm không? Rồi chị nào lấy chốt trên mã hồng 45 nè. Thun thái còn có một cái à. Cái hồng đó rất là dễ thương luôn. Quy Nguyễn không chốt được cái trắng lấy cái hồng kìa. Cái hồng thái cũng đẹp lắm. Xét nha. Xét size 2XL nè. Xét size 2XL nha. Cái này khoảng cỡ 57kg ha. Cái này khoảng cỡ 57kg đổ lại. 57kg mặc cũng vừa nữa nha. 57kg cũng vừa nè. Set 57kg mặc cũng vừa nè. Set này em sale cho mấy chị 69 ngàn nha. Set 69 nè, size XL nha. Chị nào lấy chốt hình trên mã set 69 nha. Set 69 nè. Comment dùm trên mã set 69 nha. Set 69 size XL nha. Ủa, mẹ có coi được không mấy chị ơi? Xét 69 size XL nha. Không gian im ắng dữ trời. Chị Phượng Nguyễn lấy gì vậy chị ơi? Xét 69 nè. Hồng à. Họ cho em chút chị Huyền Thanh Trần nè. Rồi chị em nào mình đang xem live, chia sẻ live giùm em nha. Chia sẻ live giùm em một lần lên trang cá nhân công khai và 5 lần lên 5 hội nhóm giùm em nha. Rồi set nữa nha, trời set này đẹp lắm luôn á. Set này quá là đẹp luôn nè mấy chị ơi. Một cái áo thun hình cô gái quá dễ thương luôn ha. Với lại một cái chân váy nè. Chân váy size S. Chân váy size S nha trời. Chân váy kaki nha, kaki màu đỏ đô rất là đẹp luôn. Set S nha. Set này 79 ngàn nha mấy chị nha. 79k chị nào lấy thì comment giùm em set 79 nè. Quá đẹp luôn nha. Chân váy kaki size S nè. Rất là đẹp luôn, màu đỏ đô ha, siêu cưng luôn. Có co giãn một chút xíu nhé. Size S 79 ngàn luôn nha. Rất là đẹp luôn. Hình áo cô gái quá đẹp luôn nha. Comment dùm trên set 79 nha. Set 79, 79 ngàn. Set này chỉ có 2 size nè. Có size S với size M nha. Để chúng coi phải size M. Có size S với size M nha. Rất là đẹp luôn. Set 79 nè. Em cho chị coi gần nè. Vải kaki rất là đẹp ha. Vải kaki nè. Vải kaki cực kỳ đẹp luôn. Có co giãn một chút xíu nhá. Kaki dày, co giãn. Bơ đơ. Set S này em chốt cho chị Thu Lê nè. Chị Đào ơi. Thư Lê nè, em còn có set M nữa. Set này rất là đẹp luôn. Chị Huỳnh Hoa lấy set gì? Set M hả?
Trường 2 sáng có đơn đúng không chị ơi? Bốn tám ký hả chị? 48 ký mặc size M vừa. Chị Huỳnh Hoa sáng có đơn chưa? Chị lấy M hả? Chị size M hay size S? Chị size M hả? Vậy còn size S thôi hả? Chị nào mặc size S lấy size S thì mê nha. Em còn size S thôi, chị Thư Lê lấy M này, em còn size S thôi. Em còn size S rồi 48 chứ không biết mặc size S vừa không nữa. Em còn size S à? Chị Thư Lê lấy size M rồi, em còn size S thôi. Chị nào ở nhà mặc size S thì lấy size S nha. Ủa Huỳnh Hoa này khác nữa hả? Huỳnh Hoa là khác Huỳnh Hoa hồi sáng nữa hả? Ở nhà mình mặc size gì Huỳnh Hoa ơi? Rose set nè. Áo màu xanh nhé, áo dạng như là áo đó. Cắt len á. Áo cắt len á. Hết size M rồi, chị kia lấy size M trước rồi. Áo dạng như cắt len mà nó có co giãn này, rất là dễ thương nè. Đó. Hình con thỏ rất là dễ thương nha. Một cái chân váy von nha, một cái chân váy von nè. Chân váy von thun nè, rất là dễ thương ha, cưng lắm, siêu cưng luôn. Rồi set này 75.000 nha, rất là dễ thương nha. Nguyên bộ von rất là dễ thương, mặc rất là dễ luôn, mặc rất là mát luôn ha. Chị nào lấy thì comment giúp em set von nè. Set von 75.000 nè. Chị Minh Hoàng em hết thun thái rồi chị ơi. Rồi comment giùm em nha. Set von này 75.000 nha. Set von nè. Set von 75.000 nha. 75.000 nha. Chị nào lấy chốt giùm em mã 75 nè. 75.000 này thì khoảng cỡ 53 cái đổ lại mặc vừa ha. 53 cái đổ lại mặc vừa. Chị nào lấy thì chốt giùm em set von nè. Rồi còn set giống màu sáng của Trinh nữa nè. Giống set sáng trên mặt nè. Size XL cái này khoảng cỡ 55 kg vừa nè. Set giống sáng trên mặt nha. Chị còn đồ bộ không? Chị còn nha Quyên Nguyễn nha. Set giống sáng trên mặt nha. Set bi giống màu sáng trên mặt nè. Màu sáng mấy chị hỏi mà màu sáng trên không có kiếm ra. Rồi set bi 79.000 nha. Set bi 79k nha. Giống sáng trên mặt lan nha. Rồi chế nào lấy thì cầm mấy dĩa SSB này khoảng cỡ 55 kg, cao 1m6 thì vừa, cái này size XL 79.000 nha. Chế nào lấy thì cầm mấy dĩa SSB nè. 79.000 SSB mặc siêu dễ thương luôn ha. Rất là dễ thương SSB nè. SSB cho chị Tuyền Kim hả? Rồi xét đi em chốt cho chị Tình Kim hồi sáng, em chốt cho chị nào rồi nhỉ? Xét đi chốt chị Tình Kim nè. 79k. Chân váy có quần không hả? Chân váy nào Huỳnh Hoa ơi? Chân váy vừa rồi không có quần nha. Wow. Xét viên dài nè. Rồi chị em nào mình mới vô chia sẻ like dùm Trinh nha. Ok baby, nhớ rồi. Wow, đẹp chưa? Đằng sau nha mấy chị nha, đằng sau nó dạng như là nó in mờ cái hình này nè. Dạng như in mờ cái hình cô gái á. Rồi đằng trước này áo form rộng nha. Chỗ cái áo thun form rộng siêu chất luôn ha. Với lại một cái quần rin nha. Wow, quần rin bao ngầu luôn nè. Quần rin nhá, quần rin dạng như quần rin chính tắc á nha. Chỗ dễ thương quá. Quần rin rất là đẹp luôn. Size 26 nha, size 26 quần baggy nha, quần form rộng nha. Rồi set này 90k nha, chị nào lấy comment giùm em set 90 nè. Set bao bộ luôn. Set 90 size 26 nè. Ok, tí inbox địa chỉ giùm Trinh luôn ha. Rồi comment giùm Trinh nha, set 90 nè, size 26 quá đẹp luôn, quá chất luôn nha. Chất như nước chất. Rất là chất luôn, set 90 size 26 bao đẹp luôn ha. Size 26 nè. Set 90 nè, quá tuyệt vời luôn. Chị nào lấy thì chốt thì chân set 90 nha. Set
này đẹp dã man luôn. Xếp 90 nè. Cái đầu có cái tật cột tóc chút xíu là nhức đầu. Xếp 90 nha. Rồi xếp 90 chốt cho Trương Thư nè. Xếp này rất là đẹp luôn, mình về mình mặc. Quần này với áo khác, áo này với quần đùi ha. Chọn chắc giùm em nha mấy chị nha, không xả nha. Trương Thư nè. Là sao cưng? Để không nói gì em. Wow, đồ bộ nè. Quên Nguyễn hỏi đồ bộ còn bộ nữa nha. Hóng chân váy xinh dài hả? Chân váy xinh dài còn có một cái hả? Size S mặc vừa không baby? Rồi nha, bộ 75.000 nè. Bộ 75.000 nha. Rồi bộ này có hai màu nha, màu tím với lại màu hồng nè. Bộ KT Thái 75.000 nha. Chị nào lấy chốt hình chân nè, bộ hồng hoặc là bộ tím nha, 75.000 55 kg đổi lại mặc vừa. Cái này là KT Thái mặc bao đẹp luôn nha. Đồ bộ này chân đang đặt hàng về mà không có nha. Tìm Kim ơi, set bộ này chị ơi, set bò hết rồi. Rồi đây có hai màu nha, màu tím với lại màu hồng này, màu nào cũng cưng hết á, 75.000 ha. M mà L vừa hả? Rồi chị nào lấy màu nào comment giùm em bộ đấy nha. Tìm Kim lấy bộ hồng hả? Rồi em còn bộ tím thôi nè. Quyên Nguyễn ơi, chị có lấy không? Lan Chi ơi. À, Tìm Kim lấy bộ hồng nha. Em ơi chị lên bộ rồi nè baby. Quyên Nguyễn ơi em lấy bộ nè, bộ tím nha, còn có bộ tím thôi à. Hết bộ rồi, còn có 1-2 bộ nè. Chị lên bộ mẹ em bị chậm hay sao á. Rồi chốt bộ hồng cho Tuyền Kim nè, 75.000 nè. Ráng chọn đủ đơn đi mấy chế. Đừng chọn nửa chừng nửa vời rồi lạc trôi đi mất, tội nghiệp em. 55 kg đổ lại vừa nhá, 55-57 kg KM6 vừa nè. Rồi bộ này đẹp lắm nè, bộ thun nha. Bộ thun tay dài nè, 75.000 luôn. 50 kg đổ lại vừa, 52 kg đổ lại vừa nè, trời dễ thương chưa. Màu cam sữa rất là đẹp luôn. 55 kg đổ lại vừa nhé, 53 kg vừa nha, 75.000 nè. Thun rất là đẹp nha. Vải thun rất đẹp, bộ siêu cưng luôn, bộ này rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thì chốt chùm chân nè. Bộ dài nha, 79.000, quá đẹp luôn. Quyên Nguyễn lấy bộ tím nha. Inbox địa chỉ giùm chị đi nha. Hai bộ là đi đơn được rồi nha. Rồi, bộ hồng này, chị nào lấy chốt chùm chân hồng dài này. Trời, bộ hồng dài này vải rất là đẹp luôn. Bộ này là khách sẽ bom về không nghe máy nè. Cái bộ này hồi trước bán. Bộ này đẹp lắm, phải full nhá, mặc bao phút luôn. À. Rồi, bộ màu xi măng nè. Đó, bộ xi măng rất là đẹp ha. 53 kg vừa ha. 53 kg vừa, hello Ngô Di. 53 kg vừa nha, bộ xi măng nè. Bộ xi măng nha. Bộ xi măng 69k, chị nào lấy thì chốt trên mã 69 nè. Mã 69 nha, Lan Chi ơi, lên số điện thoại dùng chân với Lan Chi ơi. Mua hàng nhớ cho số điện thoại nha. Em chưa kịp coi mẫu là em thấy qua. Wow. Đúng rồi, phát ra vô lại đi. Lan Chi ơi, cầm lên nhìn cho trên số điện thoại với. Ráng chọn hai đơn đi đơn nha. 79.000 nha. Ơ lộn, 69k. Lan Chi lên số điện thoại dùm chân nha. 69k nè. Xếp siêu đẳng cấp luôn nè. Xếp này đẹp lắm nè, bé gì nhở? Bé gì á? Bé gì ở ngoài là nặng quên rồi. Ê,
Lan Chi ơi, Hần Hoa ơi, lên số điện thoại dùm chân đi mấy chị ơi. Thoại My, sai L này Thoại My ơi, set L là Thoại My. Thoại My nè, set rin nha. Set rin siêu đẹp luôn. Hoa Lan Vũ ơi, nó bong hình á, em lật ngược cái mặt lại, em lật ngược cái mặt trái lại. Ủi đợi chân tí dùng hai cái áo nha. Mặt còn ngắn có mắt trong mệt. Lật ngược cái hình lại nha, là thật cái hình lại ủi ha. Đây ạ, set jean nè. Set jean nè, size L nha, set siêu đẹp luôn, siêu đẳng cấp luôn. Set jean nha, 90.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm chân set jean nha, 90k quá đẹp luôn, dễ thương lắm, chân cũng để lại set tết mặt luôn ha. Chị nào lấy cho chân set jean 90.000 nè. Huỳnh Hoa ơi. Huỳnh Hoa lấy gì ta? Huỳnh Hoa lấy bộ 69 hả? Huỳnh Hoa lấy đồ bộ hả Huỳnh Hoa? Lan Chi ơi, lên số dùng chân Lan Chi ơi. Lan Chi lên số dùng chân với không chân chốt lại cho Huỳnh Hoa nè. Jean 90.000 nha. Set jean 90 nè, chị nào lấy thì comment dùng chân jean 90 nè. Jean 90 nha. Trời ơi, không có lên số gì hết mấy chế, không có lên số giùm em gì hết. Chốt lại cho Huỳnh Hoa nè. Huỳnh Hoa ráng chọn đơn 2 để đi đủ đơn nha. Huỳnh Hoa 112 nè. Rồi em ơi, set jean. Chị Thư Lan lấy set jean hả? Đâu rồi ra? Set jean nè, chốt cho Thư Lan nè. Về rộng thì bóp lại nha chị nha. Em cũng lấy mà nó bị rộng. Về rộng bóp lại nha. Em lấy gì vậy? Ông mai chuối. Em lấy gì ở Huỳnh Hoa? Mọi người ơi, chọn gì chọn chắc với lại chọn đúng mã giùm chân với nha. Rồi xét nè. Em nói gì chị không hiểu luôn em ơi. Rồi xét nha. Xét dễ thương lắm nha. Xét nè. Một cái áo cực kỳ dễ thương nè. Cái áo này rất là đẹp nha. Hiền Trần là ai đây? Chị hay Hiền đây? Không like sao? Thấy vô coi like vậy. Rồi nha, set này 79.000 nha. 52 kg đổi lại mặc vừa nè. Set này siêu đẹp luôn. Set 79 nha, chị nào lấy thì comment trên set 79 nè. Chân váy xòe nè, áo rất là đẹp luôn, áo rất là xịn luôn nha. Cái áo này mấy chị mua ở ngoài á, mua cái áo không thì cũng đã trăm mấy rồi, vì cái áo này rất là xịn luôn. Bộ xi măng 69.000 chân chốt cho Huỳnh Hoa rồi nha, 48 kg vừa nha. Rồi đây ạ, đây nha, áo này, áo rất là đẹp luôn nè, cộng với chân váy nha. Rồi set này 79.000 nha. Chân váy này nãy giờ chân để hơi bị nhanh chút xíu ha, về ủi thẳng, giặt ủi thẳng ra nha. Rồi set 79.000 này, set này mặc vô siêu cân luôn. Set 79 nè, chị em nào lấy thì chốt dùm chân set 79 nha. Chết được set. Cho dùm chân set 79 nè. Set 79 nha. Rồi chị em nào đang xem thì chia sẻ like dùm chân với. Chia sẻ like chấm tương tác dùm chân với nha. Sao không khí nó im lìm như thế này? Sao mà im lặng quá mấy chị ơi?
chị đem chốt cho chị Thư Lê nè. Áo thái kinh hết rồi chị ơi. Thư Lê nè. Mấy cái set này đẹp lắm. Chị Thương Nguyên hả? Hết rồi. Chị Thương Nguyên lên số giùm em đi chị Thương Nguyên ơi. Chị Thương Nguyên nào đây? Chị Thương Nguyên lên số giùm Trinh với chị Thương Nguyên ơi. Thấy không có hình avatar. Không biết là chị Thương Nguyên nào đây. Lên số giùm em nhá, lên số điện thoại giùm em 79k nè. Áo thun thái Trinh hết rồi. Áo thun thái hôm bữa Trinh về mấy trăm cái mà hết rồi nha. Tại vì áo thun thái nó đặt hàng khó lắm. Thun Quảng Châu dấu quần nè 30.000 nha. Thun Quảng Châu dấu quần nè 30k nè. Chào chị Bát Hợp nè, ráng chọn đủ đơn chị ha, 30k nè. Chị nào lấy thì chốt dùm Trinh nhá. Lấy chốt dùm Trinh nha. Chị Bát Hợp mặc set gì á ha. 30.000 chốt dùm Trinh 30k nè. Sáng có chị Bát Hợp nào, hai chị Bát Hợp. Nhớ lên số đuôi dùm em nha. Chị Thương Nguyên lên số điện thoại dùm Trinh với. Rồi. Đây ạ. Áo thun form rộng nhá, áo thun form rộng thun Quảng Châu form rộng 35.000. Trời ơi, ở đâu Lạc Châu đây? Áo này đẹp lắm mà đâu Lạc Châu ra đây nè. 35.000 thun form rộng này, chị nào lấy thì comment dùm Trinh mã đen nè. Rồi, áo trắng cho bé Hậu nè. Trinh không có chốt được. 35.000 nha. Trương Thư lên set hả? 35 nè. Sao xả của chị? Em đâu xả của chị đâu. Hai cái chị ơi. Hai cái á, Trinh đâu có xả của chị đâu. Khổ ghê, sao xả của chị. Ôi em lên, ok chị nè. Rồi áo đen 35.000 nè. Thun Quảng Châu nè, form thun thái dấu quần. Lên set cho Trinh xíu nè. Rồi chị nào lấy thì comment nhìn Trinh đen 35 nha. Thun Quảng Châu rất là đẹp luôn ha. Đen 35.000 nè. Thấy tội không? Sao xảy với chị? Em không xảy với chị đâu nha. 35.000 nha, chị nào lấy chốt trên mã đen 35 này. Đen 35, 35.000 nha. Rồi lên áo khoác nha, áo khoác nè. Áo khoác nó đẹp nhá. Áo khoác thun nha. Đây, áo khoác thun màu cam này, siêu yêu luôn. Vải siêu chất luôn. Có túi nè, túi có khóa kéo. Túi ngoài có khóa kéo, túi trong có khóa kéo. 55kg mặc vừa nha. Nè, túi trong có khóa kéo ha. Rồi 55kg mặc vừa luôn. Áo khoác thun này 115.000 nha, 115 nha. Chị nào lấy thì comment trên mã 115 nè. Có tay chống nắng nè, có tay chống nắng các kiểu nè. Không có, đầm trên mặt không có nha. Rồi comment dùm Trinh nha, đã comment dùm Trinh nè. Comment dùm Trinh mã 115 nha. 115 55kg vừa nha, áo khoác thun vải bao vải luôn. Bao vải cho mấy chị luôn nè, 115 nha. Mã 115 nhá. 115 cộng số điện thoại này. 115 cộng số điện thoại nha. Chị bắt hợp chọn thêm đi nhá, em không có xả của chị đâu. 115 cộng số điện thoại nha. Ủa bé Thư sao chưa ngủ hả em? Rồi áo này mấy chị về ủ dùm Trinh nhá. Do nó bị nhanh nè. Do nó bị nhanh cho Trinh để trong cái đám đồ nó bị nhanh nhá. Này mặc đi lễ đi đồ và rất đẹp luôn nhá. Vải xô nha. Vải xô mặc lên rất là yêu luôn. 40.000 luôn, chị nào lấy comment trên trắng 40 nè. Trắng 40 nha. Trắng 40 nè. Trời gao phát cao nó đẹp vậy mà không thấy chị nào chốt, siêu ủng luôn. Chị Phượng Nguyễn ơi, áo khác không có to hơn chị ơi. 115 nha. Rồi còn cái màu đỏ đô nữa nè. Cái đỏ đô nha. 55 cái đổ lại mặc vừa. 57kg thì cao 1m6 mặc vừa nha. Quá rẻ luôn đâu. Bản cái áo khoác này với giá là 115.000. Thôi quá rẻ luôn đó mấy chị ơi. Áo mang hết rồi lại Hà Lan Vũ ơi. Áo mang em hết rồi. Đây ạ, 115.000 nha. Áo khoác này màu đỏ đô này. Có tay chống nắng nha. À, không có áo khoác giống hồi sáng đâu nha. Rồi chị em nào lấy này, lại comment trên đỏ nha. Đỏ 115.000 quá rẻ luôn. Rất là rẻ luôn nhá, 115.000 nè. Áo thun bao vải cho mấy chị luôn.
Không bao giờ mới đi đâu mua cái áo phụ thu này mà mới giá là 115 ngàn đâu. Quá rẻ cho mấy chị luôn á không? Chị em nào đang xem like chia sẻ like dùm chân nha. Chia sẻ like dùm chân được mua cái áo này nha. Anh Ái lên số điện thoại giúp chân mấy anh Ái ơi. Lên số điện thoại giúp em với chị ơi. Rồi bộ này, bộ đá nha. Bộ đá nha. Bộ đá 70 ngàn này. Bộ thun đá 70 ngàn 52kg đổ lại mặc vừa nha. Chị nào lấy thì chốt dùm chân mã đá nha. Bộ màu xám quá đẹp luôn, 70 ngàn quá rẻ luôn ha. Chốt dùm chân mã đá nha. Mã đá 70 ngàn này quá rẻ luôn. Mã đá nè. Mã đá nha, chốt dùm chân mã đá nha, 70 ngàn. Mã đá nè. Đá cho chị Phượng Nguyễn nè. Ráng chọn đủ đơn đi ha mấy chị ha. Đơn 1 là em xả nha. Mấy chị ráng chọn giùm em nè. Quần đùi size L nè. Quần đùi size L 65 ngàn nha. Chị nào lấy thì comment giùm em mã L65 nha. Chị lấy khoác đỏ luôn ok. Chị Thương Nguyễn nè. Thương Nguyên nè. Em hôm bữa không phải chốt cho bé. Hôm bữa không phải chốt cho em này 679. Chị Thương Nguyên 679 nè. Tại vì em có mấy chị Thương Nguyên luôn. Áo trắng chốt cho con Ái nè. Con Ái đánh chọn đơn trên 100 đi đơn nha. Con Ái nè 40k nè. Rồi quần đùi size L 65 ngàn nha. Chị nào lấy chốt thì chính L65 nè. Chốt hình trên L65 nha. Size L65 ngàn. Chị nào lấy thì chốt hình trên mã L nha. Mã L65 ngàn nha. L65 này của khách nè. Chọn một đơn là chinh xã ha. Tại vì không có đủ đi đơn đó lại. Size L65 ngàn. Quần riêng Quảng Châu bao đẹp luôn ha. Wow. Xét này mặc Noel là y bà luôn đó mấy chế. Xét này mặc Noel là đúng bà luôn. Một cái áo nè. Một cái áo với lại một cái chân váy dạ. Chân váy dạ màu đỏ ha. Xét nè. Xét này em bán cho mấy chị 69 ngàn ha. Chị nào lấy thì comment giùm em xét 69 nè. Váy. Váy chị mặc không có. Ơ Hà Nguyên ở đây. Váy trên mặt không có nha. Rồi set 69 size L này. Chị nào lấy thì comment nhìn trên L69 nha. Này mặc đi Noel là y bà luôn. Mặc đi này em chụp hình là đúng bà luôn nè. L69 nha. Size L69 ngàn nè. Chân váy dạ nha. Chân váy dạ nha. Đó chân váy dạ nè. Form dài á. Size màu đỏ nè. L69 nha. Noel mặc này đi chụp hình là đúng bà luôn. Hết sảy coi như là vậy luôn. Rồi comment nhìn trên L69 nè. L69 69 cành nha. 69 cành cho set L nè. Quá rẻ quá đẹp luôn. Chân váy dạ rất là đẹp luôn. L69 ngàn nha. Chị em nào mới xem like, mới vô xem like thì chia sẻ like dùm chân với nha. Cô ra nhìn quen. Cái 69 này trên có set S nữa nhá. 65 ngàn trên có S nữa nhá. Chốt cho Thư Lê nè. Chị Thư Lê nè. Rồi có quần S nè. S50 65 ngàn nè. Không nhớ sao không nhớ. Chân chặt quá. Không nhớ thoa là thôi á. Chân mà không nhớ thoa là Hưng nhớ. Anh nhớ. Biết mà. Biết thì là bà Hưng bảo nhảy vô. Rồi S 65 ngàn nha. Set 49 ngàn nè. Set 49k size M nha. Size M 49 ngàn nè. Set heo 49 ngàn nha. Anh Hưng nhớ. Nhớ. Set M 49 ngàn nha. Đó rất là đẹp luôn.
Nhà trên ở Cư Giút Đắk Nông nhé. Huỳnh Hoa ở đâu Huỳnh Hoa ơi? Rồi size M 49.000, set 49.000, không đâu mua được cái set này với giá 49.000 đâu, em đảm bảo là như vậy nhá. Rồi chị em nào lấy thì comment giùm em nè. M49 nha, size M 49.000 nè. Size M 49.000 về giặt ủi ra bao đẹp bao mới luôn ha, tại vì do chân dồn quá nhiều nên là bị vậy á. M nè, size M 49.000, chị em nào lấy chốt giùm trên mã M 49 nha. Không có quần trong, Trung Thư hôm bữa em chọn cái set này nè. Trung Thư nè, có chữ em luôn. 49.000, không có quần trong. 49.000 nha. Rồi set này nè. Set nha, quần thể thao nè. Hello chị Linh nè. Em ở Bình Dương hả? Bình Dương chị set nha. Rồi set quần thể thao nha, một cái quần với một cái áo nè. Set tím nè. Set tím 59.000 nha. Áo phong rộng với quần nè. 59.000 set tím nha, set thể thao nha. Set thể thao 59.000 nha. Rồi chế nào lấy chốt dùm chân set 59 nha. Set 59.000 nha. Chị em nào lấy chốt dùm chân set 59 nha. Set 59, set thể thao 59. Hello chị Nguyễn Thùy Linh nè. Set thể thao 59.000 nha. Đáng chọn đơn trên 100.000 trên video nha. Rồi chân váy nè. Chân váy size S nhưng mà chân nghĩ cái này size M, tại vì chân thấy rất là bự luôn. Size M á, chị nào lấy thì comment giùm em M nha. 75.000 nha, chân váy này quá đẹp luôn, 75.000 nè. Chị nào lấy chốt chân M75 nha. M75 nè, chân váy giả quần 75.000 quá đẹp luôn, màu xám rất đẹp luôn ha con. Túi nè. Rồi M75 chốt trên M75 nha. Quần váy nè, 75.000. 75.000 nha. M nha, size M 75.000 nè. Chị nào lấy chốt trên M75 nè. M75.000 nha. Rồi áo B19K. Hello chị. Áo B19.000 nha. Chị nào lấy thì comment giùm chân nha. Comment giùm chân 19 nè. Mã số 19, 19.000 nhá. 50kg đổ lại vừa thôi nè. 19.000. Đứng lên em xem gì á chị. Em không tìm được set thỏ cho chị ạ. Set thỏ nó ta. Set thỏ nó chế. Set thỏ nó ta. Set thỏ nào vậy chị? Set thỏ này hả? 19 chốt cho Huỳnh Hoa nè. Huỳnh Hoa hồi sáng khác nữa trời. Huỳnh Hoa 19 Bình Dương. Xét thỏ này hả chế? Chỗ xét xanh này hả? Xét xanh này đúng không? Xét xanh này đúng không? 75.000 này. 75.000, 55kg mặc vừa nha. 55kg mặc vừa nha. Xét thỏ 75.000. Chị nào lấy thì comment cho em xét thỏ này. 75.000. Áo xanh, chân váy von rất là dễ thương luôn. Comment giùm em xếp thỏ nè. Xếp thỏ 75.000. Áo xanh có hình thỏ trên váy da không thấy? Không thấy xếp. Nó lạc trôi đâu rồi á. Xếp size S nè. Về mình kết hợp áo trên váy khác ha. Set S nha. Set S này 59.000. Chị nào lấy set S nha. Gì ở đại ca. Set S nha, chị nào lấy chốt trong chân set S nè. Set S 59.000 luôn. Quá đẹp luôn. Set S nha, quá rẻ luôn. 59.000 cho set này bao rẻ luôn ha. Comment giùm em set S nè. Set S nha. Set size S 59.000. Vả ban nóc nhà luôn mà không thấy chị nào lựa là hơi bao tiếc luôn á. Ô còn bộ Doraemon này. Còn bộ Doraemon 75.000 nha. Doraemon 75.000 nè. 75.000 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em 75 nè. 75.000 nha.
55 57 tí vừa này. 75k chị nào lấy comment giùm trên 75 nha. 75.000. Comment giùm trên mã 75 này. KT Thái nha, 55 57 ký vừa, cái bộ Doraemon này rất là dễ thương luôn. KT Thái nè. Hết rồi, hôm bữa Trinh đang đặt hàng về mà không có hàng hả? ngàn này. Mai Trinh sẽ về mấy bộ đồ bộ này rất là dễ thương luôn á. 75.000 này. Chị em nào lấy chốt từ trên mã 75 này. Thoa bữa em có chốt cái set này cho em gái của em không? Thoa bữa có chốt set này cho em gái của em không nè? Set nha. Set quần former, quần quần ống suông nhé, quần ống suông màu trắng nè. Và một cái áo hoodie nè. Và một cái áo hoodie nha. Rồi set này em xả cho mấy chị nè. 69.000. 69k nha, nguyên set 69.000 nha. Size cái này là XL đó. Size XL nha. 69.000 quá rẻ luôn. Chị nào lấy thì chốt thì em set 69 nè. Set 69 size XL quá đẹp luôn. Quần rin trắng có xước xước sơn nha, kiểu rất là xiêm luôn. Rồi chị em nào lấy này comment giùm trên set trắng nha, 69.000 nha. Ôi sao tự nhiên bị đứng bình luận rồi. Set trắng 69.000, chị nào lấy chốt giùm trên set trắng nè. Bên này không hiện bình luận luôn. Xếp trắng 69.000 nha. Xếp trắng nó quá đẹp luôn ạ. Quần tây nè. Quần tây size S nha. Quần tây size S 20.000. Em xả quần này 20.000 size S nha. Size S 20.000 nè. Quá đẹp luôn á. Rất là đẹp luôn. Không bao giờ mua được quần này với giá 20.000 đâu nha. Size S nè. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. Quần S 20k. Hello bác Hà. 30kg vừa xếp trắng hả? 55kg chế. Chị Thủy Phan đây 55kg vừa nha. 20 là quần 20 này. Chế Hà có cái quần hơi bị rách với hơi bị hợp với phong cách của chế luôn, rách ban nóc nhà luôn. Châm Lê hồi sáng hình như có chọn một cái chân váy ráng chọn thêm đơn để đủ đi đơn em ơi. Chào chị Hoa Thảo nè. Hello chị nè. Hello chị Ngô Trang này, nhận được hàng chưa chế? Rồi áo 35.000 nè, áo dấu quần 35.000 nè. Form rộng dấu quần 35.000 nha. Chị nào lấy thì comment giùm trên áo 35 nè. Áo 35 35.000. Áo 35 35.000 nha. Quần nào? Quần cho Thoa nè. Quần 20.000 bao rẻ luôn. Áo 35 nha. Áo thun Quảng Châu 35.000. À, nhận được lâu rồi hả chị, cảm ơn chị. Rồi áo sặc 15.000 nè. 15.000, chị nào lấy thì comment giùm em sặc đỏ nha, 15.000. 15.000 sặc đỏ nha. Trời ơi cái đầu chân nó cứ cổ tắc chút xíu là nó bị đau đầu. Mặc đẹp lắm luôn ấy, mà rẻ đúng không? Có áo thái không chị? Có áo thái cho chân chút xíu. Cái tóc của Trinh không có thể nào một cột tóc được. Trinh còn một chút xíu là Trinh đau đầu nha. Áo đỏ này. Chờ Trinh xíu Trinh lấy mấy cái áo thái chiếc xạ của khách cho.
Châm lên em ở cái đứa thèm đâu em ơi. Của khách nha, của khách sẽ. Cái đầu em không thể nào mà cài tóc được. Em chỉ cần có tóc lên chút xíu là em bị đau đầu. Rồi, áo thái nha. Áo thun thái nè. Thun thái màu trắng 45.000 nhé. Chị nào lấy chốt dùng trên áo trắng nè. Áo trắng 45.000 thun thái nè. Chị nào lấy thì comment trên trắng nha. Chỗ trên có xe gửi về Sài Gòn được không em chuyển khoản? Được chứ bé, nhưng mà chị chuyển tới bến xe. Trên chuyển tới bến xe được. Nhưng mà bến xe gần nhà em không? Bến xe xong rồi nó lại ship về trên nhà em nữa. Thì nó cũng mất công lắm luôn á. Trắng 45.000 này. Thun thái nha. À, ok baby, chọn đi. Thang Nguyên chọn đi, em chọn thoải mái, chọn xả láng đi. Chị gửi xe cho. Chọn đi chị ấy cho chị bớt cho nha. Chị bớt cho bán nè. Rồi, trắng nè. Trắng chốt cho. Ê, cái trên đang mặc là mình có mà cho. Trắng chốt cho Trương Thư nè. Trương Thư ơi, mai chị gửi đơn lên cho em nhé, 45.000. À, tôi mặc là mình có. Mệt ê, với chẳng ổn gì ở đây. Xét gì đây? Xét nè, chân váy dạ hả? Chân váy dạ với lại áo gì đây? Áo sơ mi. Xét này nhanh nhũng dữ vậy. Xét nè, áo sơ mi về ủi giùm em nhé. Với một cái chân váy nè. Xét này size M nè. Xét này 39.000. Chị nào lấy comment giùm em xét 39 nè. Xét 39 nha. Mùi gì thơm vậy? Set 39 nè. Giống mùi xăm che vậy. Set 39 nha. Set 39 trước cho Trung Thư. Trung Thư về em lấy cái này xong rồi em giặt và em ủi ra là được nè. Sáng điếc mũi thôi, giờ hết điếc rồi. Trung Thư 39 nha. Lấy đi Tha, chị nói thiệt mà. Em lấy đi, đơn 5 triệu Hưng nó free ship ra cho em. Hưng cầm đồ ra cho em. Rồi set đẹp này còn size S này, nãy chị kia lấy size M mà hết, size M Huỳnh Hoa đó. Huỳnh Hoa không thấy chọn nữa ta. Huỳnh Hoa đi đâu rồi? Nè, set size S nha mấy chị nha. Bé Tha Nguyên chọn đi, em chọn về bán đi. Đi Sài Gòn giao đó. Bà Hưng mà đi Sài Gòn mà giao cho em luôn. Rồi set nè, set size S nha, quá đẹp luôn, 75.000 nha. Chị nào lấy thì comment trên set S này, quá đẹp luôn, 79.000 chứ lộn. Set 79 nha, chị nào lấy thì comment trên S 79 nè. Size S 79.000 lấy đi Thoa. Trời, mấy cái sạc, mấy cái này họ vô shop mua hả, mấy trăm ngàn đâu bây giờ ra có giá 79.000. Set size S nha, size S 79.000 nè. Chị nào lấy thì comment trên S 79 nè. S 79 nha. S 79 79.000. Gia đình S79. Chủ hộ S79 nha. Chị nào lấy comment giùm em S79 nè. Để chị xin này size L không có. Size M được không chị? Chị Linh ơi, size L chị mặc vừa không? Size M mặc vừa không? Chị nhiêu ký ạ? Rồi, váy thái này 55.000 nè. Váy thái 55.000. Chị nào lấy chút trên chân đỏ 55 nè. Đỏ 55 nè. Đỏ 55 nha. Tha chọn đi em. Sexy sợ quần không vừa. Sexy nào mà bé. Thank you.
Nam chốt cho Trâm Lê. Chốt Trâm Lê, sáng Trâm Lê có cái váy đúng không? Chọn đủ đơn đi nha bé nha. Ok ok, chị thấy là chị sẽ set này đúng không? Set này ngầu lắm nè, thay ơi. Nha, một cái quần rin nha, một quần rin nè. Em lên lại set này cho mấy chị nè. Size 26 nhá, có co giãn, cái này em nghĩ size 27 mà cũng vừa, tại vì cái này co giãn rất là nhiều luôn. Em nghĩ là size 27 mà cũng... Ủa, cái set này bự lắm. Ok, em báo số ký nhá, cái này set này bự lắm. Nó ghi size 26 mà em nghĩ là chắc chắn là cái này là phải 50-52kg vừa luôn á. 52kg cũng vừa nữa. Này, set 90 ngàn nha, gồm một cái quần rin này, màu sáng, màu rất là bụi luôn. Quần rin 9 tắc nha, cộng với một cái áo form dấu quần này. Đó, một cái áo thun đen form dấu quần này, rất là đẹp luôn, bao ngầu luôn. 90 ngàn nha, set này 50kg vừa nè. Set jean 90 ngàn nè. Rồi, set jean chốt cho chị Thu Lê nè. 90 ngàn nha, chốt cho chị Thu Lê nè. Chị Thư Lê mua bán sao mua quá trời luôn á. Chị Thư Lê nè. Mà chị Thư Lê dễ tính kinh luôn. Rồi set riêng nữa nha. Set riêng size M. Hưng dọc xa bé đi mất rồi Hưng. Size M nha, set size M này. Set size M áo nhá. Áo màu trắng nè, có theo hoa nữa. Set M nha, 75 ngàn nha. Set đi size M 75 ngàn này. Đằng sau có hình con mèo rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment giùm em set M nha. Set M 75 ngàn nha. Set M. Set M 75 ngàn. Xếp pin mở cho chị Thư Lê nè. Set quần nha. Set quần này, áo này. Áo nhá, cái là tà cao tà thấp này, tà bầu tà cao tà thấp rất là đẹp luôn nha. Áo nhá, áo màu đen này. Với lại một cái quần màu hồng rất là dễ thương luôn, quần đùi hồng này. Size S rất là dễ thương nhá. Quần dạ nhá, có cái nơ này đẹp lắm. Rất là dễ thương luôn. Rồi chị nào lấy chốt giùm em nè. Chốt giùm em nha, set này 75 ngàn nhá. Chị nào lấy chốt giùm trên set hồng nè. Set hồng size S 75 ngàn. Set hồng size S 75 ngàn. Set hồng này size S 75 ngàn nè. Sắp hết ra rồi. Set hồng nè. Set hồng size S nha chị Bách Hợp. Mấy chị nào có đơn ráng chọn cho đủ đơn đi nha. Size L 69 ngàn nha. 69 ngàn size L nè. Chị nào lấy thì comment dùm trên L 69 nha. L6969K. Ma. Size L69 ngàn nha.
Sai lò 69 ngàn nè. Xét nha. Xét zin nè. Xếp nè. Xếp size 31 nè. Xếp size 31 nha. Xếp size 31 nha mấy chị nha. Xếp size 31 nè, 75 ngàn. À. Nha, chị nào lấy. Rồi. 69 ngàn luôn ha. Xả 69 ngàn cho mấy chị nè. 69k size 31 nè. Chị nào lấy chốt đường chân nè, chốt đường chân nè. 31 nha. Size 31 69 ngàn. Quá rẻ luôn. 69 ngàn em chốt cho chị luôn nha. Em trả chị 69 ngàn nè. 69 ngàn. Em rất nặng hả? Em chốt chị Nguyễn Thùy Linh nè. Hình như chị có xếp này rồi sao chứ? Nguyễn Thùy Linh nè. 69 ngàn. Em rất nặng hàng chi nãy giờ. Hàng chi nãy giờ anh Hưng kêu em mà không được. Anh Hưng khóc lóc kêu em từ nãy giờ. Rồi còn một cái set váy nè. Set váy yếm nha. Chưa có hả? Set này mặc cũng dễ thương lắm luôn nè. Set này mặc dễ thương lắm. Cái này mặc bầu cũng được mà mặc dễ thương lắm nè. Hello Vĩ. Rồi xét nha. Ơ cái này 75 ngàn nha. Comment giùm em xét 75 nè. Xét 75 này 60kg, 65kg mà cũng được nữa. À bé Hoa, bé Hoa mua cho em gái em nè. Xét 75 nè. Chào vị nha. Xét 75, 75 ngàn nha. 65kg mà cũng vừa. Hoa mua váy này cho em gái em mặc nè. 75 ngàn nha. Vải rất đẹp, vải cắt lên nhá. Xét 75 nè. Sáng giờ chị chọn lắm mà không thấy. Giờ lòi ra cái nè. Set 75 nè. Set 75 cho chị Nguyễn Thùy Linh nè. Thôi không có. Không có mấy set kia, chọn mấy set này chị ha. Do bị nhanh nhá, về giặt thẳng ra giùm em nhá. Này, về giặt xong ủi ra giùm em nha. Quần size L này. Set này nó bị lỗi nha chị nha, nó bị lỗi chút xíu chỗ này nhá. Về giặt ra nhá. Tại vì cái này để trong nhóm ở để trong nguyên set á nó nhanh lại á. Rồi set này sale 45 ngàn nè. Cái quần này không cũng đã 89 ngàn rồi, em sale nguyên set này 45 ngàn nha. Chị nào lấy comment giùm trên set 45 size L này. Cái áo này về giặt ủi là bao thẳng luôn, bao đẹp luôn nhá. Rồi cho nó bị nhanh quá nên em sale nhá, 45 ngàn này. Set 45 chị nào lấy comment giùm em. Nó không bao giờ bằng váy. Set 45. Set 45 comment giùm em set 45 này. Set 45 có nhiều size cho bé lắm. Set 45 nè. Set 45 cho chị Nguyễn Thị lên nãy giờ tính nói chị luôn á. Mua để dành Tết là mặc là vừa rồi mấy chị ơi, xanh đồ Tết đi. Em bán mà cái nào đẹp em cũng giấu hết. Thôi còn cái quần màu trắng đẹp chưa nè. 65 ngàn nha, size S nè. Trời ơi đẹp chưa. Quần có phối lưới nữa. Rất là sexy. Rồi quần size S nè, 65 ngàn nha. Chị em nào lấy comment giùm trên S65 nè. S65 ngàn nha.
Đau tim quá. Tự nhiên nó nhói tim quá. S65 nè. S65 65 ngàn nha. Rồi size S luôn nè, caro nè, váy caro mà S nè dễ thương lắm. Váy caro S dễ rất là dễ thương nhá. 45 ngàn nè, chị nào lấy comment giúp em S45 nè. S45 này không có quần bên trong. Ăn hết nguyên vị kẹo luôn. Size S 45 45 ngàn nha. Like muốn sờ mà lờ luôn, muốn rác muốn thăm luôn cái học luôn mà mấy chị mua mấy chị bom hàng em về em sợ quá đi. Quên mất còn quần. S 45 S 45 là nào chị? Em chốt cho chị Phượng nữa nha. Một quần jean size 28 nha. Quần jean Babydoll á. Ơ quên lộn. Quần jean Baggy. Nói lộn có váy. Quần jean Baggy size 28 nha, 79 ngàn nè. 79k nhá, chị nào lấy thì quần chị chốt giùm em nè. Size 28 79 ngàn nha. Quần đi này mặc lên đẹp lắm. Nè, cho mấy chị xem gần vải rất đẹp luôn. Size 28 79 ngàn, hôm bữa chị nào hỏi quá trời luôn. Size 28 79 ngàn. Chị nào mặc size 28 chốt quần thì quần này đẹp lắm luôn á. Size 28 nè, 79 ngàn. Hello cô. Size 28, 79 ngàn nè. Chơi chị Thu Lê nè. Size S nha, trên váy riêng dài nha, rất là đẹp luôn, vẽ một cái áo nữa. Một cái áo nhé. Rồi, set pin nha, size S nha. Thấy chưa, set pin size S nè. Đây ạ, set pin này hôm nay em bán cho mấy chị 79 ngàn nha. Chị nào lấy thì chốt giùm em set pin nè, 79 ngàn nè. Size S nha mấy chị nha. Size S 79 ngàn. Chân váy jean 55kg vừa không? Không vừa đâu Thoại My ơi. Nãy chị có xếp thêm cái đẹp lắm em đi đâu mất tiêu rồi. Rồi xếp jean nè. Xếp jean 79 ngàn size S. Comment giùm em S 79 nha. Size S 79 nè. Size S 79 ngàn nha, nguyên set có 79 ngàn, quá rẻ luôn. Yeah.
này kêu, bên này kêu, hai bên cùng kêu điếc lỗ tai luôn. Hai vợ chồng đuôi không kêu. Áo nha, áo thun Quảng Châu nè, 39.000 nha. Form rộng, chị nào lấy chốt trên mã 39 nha. Màu gì vậy? Cái này là màu tím than đó chế. Màu tím than á, 39.000 nha. Thun Quảng Châu, cái này là khách dặn lâu rồi mà khách hôm tôi lấy trước chị ra hoài, chị ra cả 2 tháng nay không thấy chị ra luôn. Em làm dễ luôn á, em để dành cho khách hoài luôn mà khách không chịu ra nè. Mã 39 chốt cho Bảo Châu nè. Bảo Châu tí em bút điện thoại quên rồi. Bảo Châu không đi đâu mà đúng không? Chốt cho Bảo Châu nè. Ôi chị Linh chị sau rồi. Chị Linh chọn sau mất rồi, Bảo Châu chọn trước mất rồi. Này 39.000 nè, quá đẹp luôn. Áo thun Quảng Châu nè, 39.000 nha. Mã dứa nè, xanh dứa nè, chị nào lấy chốt một chân xanh dứa này 39.000. Xanh dứa 39.000 nè. Hello anh Toán. Xanh dứa 39.000 nè. Set nào baby? 55kg cái 1m6 hả? Có bụng không? Phạm My có bụng không? Cái set pin dài đúng không? Thực ra set pin dài á, thực ra set pin dài đó mặc á nó cũng vừa đó, nhưng mà hơi ôm á. Nãy Trinh thử Trinh thấy cũng vừa mà hơi ôm. Dứa chốt cho Thao Nguyên nè. Quần jean, quần jean nè, 20k, size 25, 20.000 nha. Chị nào lấy chốt trên mã 20 ngàn nè, size 25 20.000 nè. Chị em đang chia sẻ like. Mua áo giá 9k nè, 9.000 nha, 9k nha. Chị nào lấy chốt thì trên mã 9k nè. Hello Minh Ca, chốt thì trên mã 9k nè. Xả cho xong mấy cái áo này đi nè. 9.000 nha. À, 9.000 mà không thấy ai mua luôn á. Thì comment trên mã heo nè, 15.000 nha. Heo 15.000 ký nha. Chị nào lấy comment trên heo nè. Heo, heo 15.000, comment trên mã heo chấm chấm thương tác trên với. Heo chốt cho Trâm Lê nè. Trâm Lê em khách tỉnh hay khách huyện đó Trâm Lê? Quần ống rộng nha, 10k nè. 10k chị nào lấy comment trên quần 10 nè. Quần 10 nha. Quần 10 nha. Áo len nè,
áo len nhá, khoảng cỡ 48 kg vừa thôi nhá. Áo len 40k, chị nào lấy comment trên len 40 nè. Len 40 nè, 40.000 nha, len 40 nha. Len 40 40k nè. Len 40 nè. Quá rẻ luôn. 40.000 cái áo len rồi. Váy màu trắng này 50.000 nè. Váy thái 50, chị nào lấy comment giùm tên thái 50 nè. Váy 50 này comment giùm tên thái 50 nha. Thái 50 nè. Lên số điện thoại em ơi. 50 tiếp cho Bảo Châu nè. Lên số điện thoại chọn đơn trên 100.000 mới đi đơn em nha. Không đủ đơn 100.000 là chị xả luôn nha. Mua cho Bảo Châu nè. Ráng ở lại tới cuối live em xả ban mắt luôn nha. Ôi, vẫn là cho được set đẹp chưa nè. Set này dễ thương lắm, set này em thích lắm luôn á. Set này rất là dễ thương luôn nè. Rất là ưng cái set này luôn á. Set B nha. Set B size này khoảng cỡ 48 kg đổ lại vừa nè. Set B nha. Set B 75.000, chị nào lấy chốt thì chính set B này dễ thương lắm. Set B 75k nha. Quá dễ thương. Quá dễ thương luôn á. Set B này 75.000, chị nào lấy chốt thì chính set B nè. Set B này bao dễ thương luôn. Bao dễ thương cho mấy chị luôn. Ôi chị Linh ơi, còn cái set váy này nè, chị Linh hay ai chọn nè. Set size XXL nè. Set size XXL nha. Gì hơn, mới đâu về? Mới gọi hồn đâu về vậy? Size XXL nha, trời ơi, cái này size này 60 kg mà cũng vừa nữa. 80.000 set này nha, set 80 nè. Size XXL, chân váy đẹp lắm, chân váy siêu đẹp luôn. Size XXL nha. Không có ống hút hả? Không. Size XXL nha. 80k. Rộng thì về bóp lại chị nhé. À đây rồi chị Linh ơi. Em thấy rồi. Nhưng mà không biết size gì thôi. Size M chị Linh vừa không? Đây rồi chị ơi. Em coi em vừa không? Em chắc vừa đó. Đây rồi, size của chị đây rồi, set của chị đây rồi, size M. Sao chị size M mặc cũng vừa, size L mặc cũng vừa vậy? Mới làm gì nữa? Ồ, chút cho chị lấy size đó mà. Ôi, chọn xong là chốt cho tôi hả? Chế, set thảo của chế nè, size M lấy không? Xếp thỏ của chị nè, size M nè, 80.000. Xếp thỏ size M. Vậy lấy xếp 80 lúc nãy không chị? Lấy xếp 80 lúc nãy không? Cuối cùng cũng lòi ra nè. Ok. Mỏng manh ơi, đâu có lên số đâu mỏng manh ơi. Đi họp đại hội cổ đông cái đã. Ok baby. Ghê đại hội cổ đông. Dạ, chốt cho chị cả hai rồi. Có, em có set này thôi Nguyên ơi, em có set này.
dễ thương này thôi. Size M. Set size M nha. Mỏng man tại nãy nói cho số từ nãy giờ mua cho đợi set khác đi nha. Set size M nè, 75.000. Chị nào lấy comment giùm em set M nha. Set M đẹp lắm. Có. Đợt trước em có set đó mà. Chị để set đó cho em đợt trước rồi. Chị nào lấy chốt giùm em set M nè. Set M 75.000 quá đẹp luôn. Chân váy này rất là đẹp luôn á. Chân váy này á, chân váy dạ mà nó có co giãn luôn á. Có co giãn một chút xíu nè. Size M chị nào lấy chốt giùm em set M nha. Set M nha. Mỏng man set M, chốt mỏng man set M với lại chốt cái áo 9K lúc nãy đúng không? Ra cho mỏng manh nè. Ây dạ. Set M cho mỏng manh nè. Chị không có áo phun thái à chị? Hết rồi baby ơi, nãy chị nói hết là chỉ còn mấy cái chị lên thôi à. Mỏng manh tráng chọn thêm phẩm cho đủ lên trên 500 ngàn đi nha. Bữa chị lên mấy, bữa chị về mấy trăm cái mà hết rồi mẹ ạ. Hết rồi, không có về lại nữa. Cái set này dễ thương lắm luôn á. Mà size em nói thì cái set này mà chắc size M hoặc size X này chắc size L cho em quốc mấy set mặc luôn á. Riêng cái quần mà em nói thì cái quần dễ thương kinh khủng luôn á. Rất là dễ thương luôn. Size 75.000 một set mà size S. Cái áo nè, cái áo thun cũng rất là dễ thương luôn. Size S nhá. Chị nào mặc size S thì lấy set này dễ thương lắm. Có hai màu. Quần có hai màu, có quần màu hồng với cái quần màu xanh. Xanh coban dễ thương trường thái luôn. Rất là dễ thương luôn. 75.000 thôi. Size S. S75 nè. Quần rất là đẹp luôn. S75 nè. S75 nha. Đó, quần có màu xanh này nữa nè. Hello Phúc Hồng Nguyên. Set này đẹp lắm nè bé ơi. Hello Anh Nguyễn nè. Đó, rất là đẹp luôn. Màu xanh cũng rất là dễ thương nè. Size S nha, 75.000 nha. Không có size M Phượng Nguyễn à. Mỏng manh ơi. Em lấy set này đổi size M lúc nãy nha. Cái này không phải size M em nha. Size S em mặc có vừa không? Size S em mặc có vừa không? Em 41kg hả? Ok chị đổi cho em. Nhưng mà bé ơi em mặc màu gì? Em mặc màu hồng hay mặc màu xanh? Mỏng manh em chốt màu hồng hay màu xanh? Màu hồng hay màu xanh mỏng manh ơi. Trời ơi áo thun phong lỡ nè. Chị ơi có áo kiểu trễ vai không chị? Dạng baby ơi nó không có baby ơi. Đầm trên đang mặc hết rồi. Phương ơi, ráng chọn thêm đơn nữa. Ráng chọn thêm phẩm nữa cho đủ đơn đi nhá. Phát ơi, xe lại đầm trên mới. Áo khoác nè. Áo khoác nè, quá đẹp luôn. 115.000 nè. Áo khoác 115.000 nha. Ok, chị chốt màu hồng cho em nè. Áo khoác tím 115.000 nha. Form lỡ rất là dễ thương luôn. 115 nè. 50kg đổ lại mặc vừa nha. Chị nào lấy thì comment giùm em nè. Khoác 115 nha. Khoác 115 nè, khoảng cỡ 40kg đổ lên, 50kg đổ về mặc vừa nè. Khoác hồng này quá đẹp luôn, 115.000. Rồi chốt hồng cho em nè. Khoác 115 nha. Lấy S xanh cho chị Phượng Nguyễn, ok chị. Mong mong chọn thêm phẩm để đi đâu đây nhá. Tí em thích để chỉ cho chị luôn nhé.
75.000. Chị Phượng Nguyễn lấy màu xanh nè, 75.000 cho chị Phượng Nguyễn nè. Màu xanh nha. Rồi, màu tím 115 nhé, 115.000 nha. Hết ốm rồi. Khỏe rồi, hết sốt rồi. Khỏe rồi là la thôi. Phải kiếm cơm chứ. Hello Thịnh nè. Rồi, bộ kate Thái nha, màu đỏ này. Bộ kate Thái màu đỏ 75.000, siêu đẹp luôn ha, siêu đẹp nè. Cái bộ này bây giờ em đặt về không có hàng nè mấy chị ơi. Chảy hàng rồi, đặt về mà không có. 75.000 nha, bộ đỏ 75.000, rất là đẹp luôn nè. Mèo nè, meo meo. Mèo đỏ 75.000 nha, quá cưng luôn ha. Rồi, chị nào lấy trước mình trên mèo đỏ nè. Mèo đỏ siêu dễ thương luôn. Meo 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 màu đỏ nè. Chế nào lấy chốt giùm em mã mèo đỏ 75.000, bộ kate Thái nhé, mặc rất là đẹp luôn, 55kg đổi lại mặc vừa nè. Mèo đỏ này, Hảo Hảo về chưa chị ơi? Muốn banh cái mũi luôn á. Hảo Hảo, ơ quên lộn. Chị nào lấy chốt giùm em mã đỏ này, trời ơi khó chịu quá. Chị chưa về đâu hả? Khi nào gửi hàng thì nói em nhé. Rồi, áo trắng nè, áo thun trắng nè. Áo thun trắng này rất là dễ thương nha, dạng crop top ha. Áo thun trắng nè. Ok chị. Áo thun màu trắng nha, rất là dễ thương nha, áo thun Quảng Châu nha. Này, có cái móc nữa nè. Rồi, áo này 30k nhé. Chế nào lấy thì comment ở trên áo 30 nè, dễ thương không? Dạng như crop top vừa tới luôn quần á. Comment trên áo 30 nha. Áo 30 này rất là dễ thương luôn. Áo 30 30.000 nè. Áo 30 30.000, chị inbox em đi, cho chị địa chỉ 134 Nguyễn Tất Thành, cư trú Đắk Nông nhé. 134 Nguyễn Tất Thành, cư trú Đắk Nông nè. Rồi áo 30.000 nè, chị nào lấy comment giùm trên áo 30 nè. Áo 30 30k nè. Áo 30 cho Thoại My nè. Thoại My lấy cái set đó không? Áo khoác này nó chị nào mà có thể mặc chói chang được thì lấy cái áo khoác này nha em. Đây là cái áo khoác gió mà nó kiểu như cái màu của nó hơi chói một chút xíu. Cái trắng đó sợ không vừa, cái trắng đó chị không vừa rồi, quên mất Thoại My. Thoại My mặc không vừa đâu, Thoại My mặc không vừa đâu, em chốt lại nha, em chốt cho Khoa Nguyên nè. Khoa Nguyên nè. Chị mặc không vừa. Vừa gì chị? Cái áo trắng đó chị không vừa đâu. Rồi cái áo khoác này nha. Cái áo này nó hơi bị chó trang một chút xíu. Tại vì cái này là cái này là áo khoác dù nha, hơi chó trang luôn nên là em xả cho mấy chị nha. Áo khoác gió này em xả cho mấy chị nha, 60.000 hoặc 59k này. Chị nào lấy thì comment thì trên khoác gió 59k nhé. Trời ơi, khoác gió này thực ra rất là đẹp luôn, nhưng mà cái màu nó hơi chó chút xíu. Mặc buổi tối thì ok, mặc dạ qua ok nhé, 60.000 nha. 60k này, chị nào lấy chốt trên mã 59 nè. Mã 59 60k nè. 60.000 nha, quá rẻ luôn.
Em lấy vô họ lấy vô đã bao nhiêu tiền rồi mà em xả nhắn này xả lỗi cho mấy chị luôn, tại vì nó hơi bị chói chút xíu á, nên là chị nào mình có thể mặc kiểu như là mặc mà dạng như dạ quang được đó thì mình lấy cái đó hả. Ủa bộ đỏ đẹp lắm nè, nãy giờ bộ đỏ không ai lấy ta. Áo khoác trước chị Thư Lê 60.000. Rồi set nè, cái set này nha, cái quần này nó chưa có làm quy mấy chị ơi, tại vì không biết sao nó quên làm quy nè. Em xả set này cho mấy chị nè, set này size L này rất là đẹp luôn, set này quá đẹp luôn á. Do nó chưa có quy nhá, 65.000 nè. Em xả 65.000 cho mấy chị nè, trời áo rất là đẹp luôn, quần size L nha, quần kaki nhá, nó có co giãn luôn. Về mình làm quy 10.000 thôi ha. Chốt giùm em nhá, mã 65.000 này. 65.000 cho set này nha. Set sọc 65 này. Comment giùm em set 65 nha. Set 65 nè. Size L bé. Bé hết mặc vừa đó, bé hết mặc vừa đó. Về làm cái khuy cho chị. Hết mặc vừa, set này đẹp này, hết lấy set này đi. Cái này quần nó có co giãn nữa. Có 65.000 là về làm khuy xíu nữa là được. Áo size M nè, 65 chốt cho Hiếp Nguyễn nè. Rồi một cái áo nha, một cái áo thun nè, áo thun Quảng Châu nha. Áo thun Quảng Châu 25.000 nè. Chị nào chốt, chị nào lấy chốt em mã 25 nha. Trời ơi cái áo size M 25.000. Tại vì nó có quá nhiều nên em phải xả thôi. Áo 25.000 chứ lấy vô 4 mấy ngàn rồi. 25.000 này, chị nào lấy comment trên cam 25 nè. Em xả mà em đau lòng luôn á. Cam 25 nha. Mã cam 25 25.000 nè. Hiếp mua mấy quần này mặc size lớn nè. Quần 45.000 nè. Quần đùi 45.000 size 29 mà cái này bự lắm. 45.000 size 29 nha. Chị nào lấy thì comment ở trên 45 nè. Mã 45 size 29 nè. Mã 45 size 29 nè. Quá rẻ cho mấy cái quần này luôn á. Mã 45 size 29 nè. 10k nè. Áo sơ mi giấy nè. Sơ mi giấy nè 10k nè. Chị nào lấy chốt hình trên sơ mi giấy 10.000 nha. 25 chốt cho Bảo Châu nè. Hay là thun Quảng Châu á. Không bao giờ mua được cái này bây giờ 25.000 thua danh dự luôn. Các like khác vẫn bán 50.000 ha. Sơ mi giấy 10.000 nè. Sơ mi giấy á, cái này vải vom giấy á 10k nè. Bán cho xong luôn đi. Chốt cho Bảo Châu nè. Em xả cho nhanh hết hàng đi cho rồi đi. Bảo Châu 10k nè. Quần 45.000 nè. Quần 45.000 size S nè, chị nào lấy chốt dùm Trinh mã S45 nè. S45 nha, chị nào chọn đơn có đơn rồi ráng chọn dùm Trinh với nha. Hết rồi chị Hảo Hảo ơi. Ráng chọn dùm Trinh với nha. Size S nè 45.000 nè. Chị nào lấy S45 nè. Ngày nào tôi chẳng lấy đồ mới bà. Mã 45. Bữa giờ chị xả chị lấy hàng mới không á, mấy cái set này set mới không mà má. Ngày nào mà tôi trả về đồ mới má ơi. Hỏi câu thừa kinh đó. S45.000. S45.000. Giống như mấy cái set này là chị mới lấy mà. Chị mới lấy xong hôm bữa chị bán một đợt. Đợt này đâu mà. Trời ơi chân váy da này siêu đẹp luôn nè. Chân váy da size M siêu đẹp luôn. 85.000 nha. 85.000 chân váy da này quá đẹp luôn. Size M 85.000. Rất là đẹp luôn, 85.000 size M này, màu siêu đẹp luôn, màu kem quá đẹp luôn, 85.000 cho mấy chị xem gần nè. Đó thấy không?
Cái chân váy da này rất đẹp luôn, không mua bao tiết luôn, 85.000 nhá. Chị nào có chân váy da của chân rồi là sẽ biết là chân váy da quá đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn, M85.000 nha, size M85.000. Em quá nhiều đồ rồi chứ không phải em lấy chân váy da này mặc rồi, chân váy da quá đẹp đi. M85.000 nè. Tối nay chân có lên váy nữa. Tối nay chân có lên váy Quảng Châu nữa. M85.000 nè. Đơn hôm nay thì mai chân với chốt nha. Rồi chân váy 35.000 nè. Chân váy size S 35.000 nè. Caro nha, size S 35.000. Chị nào lấy comment cho chân S 35 nè. Rẻ luôn, nó rẻ như cho luôn á. S 35. Ủa, khoa, em chân mặc chân váy size M ai mặc? Ờ thôi quên, bà lấy cái S dáng nè. M85 cho khoa nè. Rồi chân váy size S 35.000 nè. Comment giùm em S35 nha. Bán cho vui nè. S35 nha, comment giùm trên xe S35 nè. Đây gì nhờ? S35 da mỏng manh nè. S35 da mỏng manh nè. Ơi chào anh kia cả. À quên, em chào anh Hưng nha. Anh Hưng đi học, ban quản trị về rồi hả? Thứ hai rồi. Rồi nha, cái set này rất là đẹp nè. Bé gì nhỉ? Bà gì nhỉ? Bà Thoại My á. Bà Thoại My bà còn đó không? Thoại My bà còn đó không? Cái set này đẹp lắm này bà ơi. Set size L nè. Đó không? Áo crop top nha. Áo crop top rin nè. Đó, set rin này đẹp cưng, cưng xỉu luôn. Set pin 90k size L nha. Chị nào lấy comment em L90 nè. Chị Linh còn coi không nè. L90 cưng xỉu luôn, cưng lắm. Size L90.000 nha. Comment em là L90 nè. Em lấy set mặc nè. Hôm nào em mặc cái set này đi chơi mới được, đẹp lắm luôn á. Comment em nè, size L90.000. Bà Thoại My bà còn coi không, bà mặc cái size này, cái set này là vừa luôn á bà. Size L90 này, chị nào lấy comment giùm em L90 90.000 nha. Size L90 90.000. Không đủ thành viên nên không học được hả? Quần nè. Quần riêng nha, size S này nha. Quần dạng như quần bếp ghi á. Quần bếp ghi á, đẹp lắm luôn á. Đẹp lắm á. Quần này rất là đẹp nha. Nó có co giãn nè. Đó à, quần này 50k nhá. Chị nào lấy thì comment giùm em quần 50 nè, size S nha. Quần 50 size S nha. Lưng cao nè, S50 nè. Em mặc á hả, em mặc em phải bó hơi nhiều đó. Nhưng mà em gái của em mặc được. Chị mặc còn bó nữa chứ huống chi bé. Quần 50 này bé mặc vừa nè. Ủa mà định lấy bán hả? Thì lấy đấy chứ. Quần 50 nha. Trời ơi nhỉ. Quần 50 50.000. Quần 50 50.000 nha. Bơi trong đó nước mũi quá bơ thiệt đó. Áo nè, Burberry nè, áo khoác Burberry nha, áo Burberry nha. Đó rất là dễ thương luôn. 115.000 115.000 này. Chị nào lấy chốt trình trên mã 115 dễ thương này bé Thoa, lấy khoác này về mặc đi. Hậu này lấy khoác này về mặc nè. 115.000 nha, Burberry nha. Màu xanh da trời nè. 115 nè.
dễ thương lắm. Hậu hay là Thoa lấy áo về mà mặc 115 này, áo 115 nha, áo khác 115. Áo vàng 10k này, chị nào lấy thì comment giùm em 10k nha. 10k. Nè. Quần dễ thương lắm nè, quần váy nè, quần váy rất là dễ thương mà bị đứt mất cái cúc rồi, không biết chị để đâu, vẫn nó đứt mất cái cúc rồi. Chị An đang đổ ở đâu ra? Nãy giờ không thấy chị, bữa giờ không thấy, nhận được hàng mới chứ chế? Này chắc size M nè. Ai la đổ nè. Trời ơi em ngửi cái mũi quá đi. Hết cái này em lên bông tai cho mấy chế nha. Em lên bông tai đồng giá 19k cho mấy chị nè. Chị nào đang xem chia sẻ like dùm chân nhé. Size M nè. Size M nè, nó bị đứt cái nút dưới nha. Đứt cái nút ở dưới đây rồi. Xả cho mấy chị nè 35.000 nha. Comment dùm em M35 nè. M35 35k nè. M35 35.000. M35 35.000 nha. Chào chị Lê Tấn Đạt Lê nè, M35 35.000 nè. Rồi quần tây 20.000 nha. Quần tây size S 20.000 nè, comment giúp em S20 nè. S20 nè. S20 nè, 35 chốt cho Bảo Châu nè. Bảo Châu chốt cho Bảo Châu rồi. Chị Phượng Nguyễn sau rồi. Quần size S 20.000 nha, comment giùm em S20 nè. Em bán cho vui vậy chứ nghĩ sao cái quần này 20.000. Lỗ sặc máu. Hồi lâu rồi mới thấy Nhung Lê lại. Lỗ sặc máu quần 20.000 luôn á. Rồi nè, quần rin nè, quần rin rất là đẹp nha. 30.000 size S nè. 30k size S nè, comment giùm em S30 nha. Size S 30.000 nè, quá đẹp luôn. Quần này 30.000 thôi hả? Không đâu có luôn á. Comment giùm em là S30 nè. Trời ơi, có 30.000 thôi. Em bán cho vui luôn á. S30 nè. S30 nha. Set nè. Set nha, set size. Trời em ngưỡng mũi. Set size 29 nha. Set size 29 nè, 75.000 nè. Set này rất là đẹp luôn, 75.000 nha, size 29 nha. Chị nào lấy thì comment cho em set 29 nè. Set 29 nha, 75.000 này, set size 29 75.000. 75k size 29 nè. Size 29 75k nè. Nha, size 29 75.000 nè. Chế nào lấy trước thì em size 29 75.000 nè. Set 29 em đang tính học. Em tưởng chị thoát rồi chứ. Chị Nguyễn Thùy Linh nè, size 29 75.000 nè. Duy Khang Võ em hết rồi chị ơi. Quần riêng size 26 nè. Quần riêng size 26 nè. 65.000 nhá. Quần 26 nè, 65.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em size 26 nha.
S65 nhé, comment giùm em S65 65 ngàn nha. Size S65 65 ngàn này. S65 65 ngàn. Rồi, S-Rin 65 ngàn luôn nha, comment giùm em S-Rin nè. S-Rin 65 ngàn luôn này, Rin Quảng Châu nha. S-Rin 65 ngàn luôn này. Comment giùm em S-Rin nha. Comment giùm em S-Rin nè. Size 28 nha. Size 28 65 nè, comment giùm em 28 nè. Size 28 65 ngàn, comment giùm em size 28 nha. Buồn ngủ quá. Comment giùm em size 28 65 ngàn nha. Set này dễ thương nè. Set này rất là dễ thương luôn nè. Đó, một cái quần nha, một cái quần là váy. Một cái váy ha, một cái váy size M. Một cái váy size M nha. Một cái váy size M và một cái áo sặc màu xanh. Set 65 ngàn nha. Chị nào lấy chốt hình trên set 65 nè. Set 65 nè. Chị Phượng Nguyễn lấy size 28 hả? 65 ngàn nha. Chốt cho chị Phượng Nguyễn nè. Set 65 ngàn size M nha. Chị nào lấy chốt giùm em M65. Trời ơi, set này dễ thương lắm. Mà có 65 nghìn thôi nè. Em xả cho mấy chị 65 ngàn á. M65 set này đẹp lắm. Không lấy là hối hận luôn á. M65 nè. M65. M65 65 ngàn. Set M quá đẹp luôn. Mấy chị đi đâu hết rồi? Duy Khang bỏ cho em số đó chị ơi. Rồi set này cũng 65 ngàn luôn nè. Size S nè. Set này size M luôn. 65 ngàn luôn nè. Chị nào lấy chốt trên caro 65 nè. Lên số giùm em thì chị Duy Khang bỏ ơi. Caro 65 nha. Caro 65 nè. Chốt giùm em caro 65 nha, set caro 65 ngàn nè. Chốt giùm em set caro size M nè, 65 ngàn nè. Set caro nè. Của sách, khách chọn đơn một là em xả hết. Set caro 65 ngàn nè. Ghi khăn võ lên số giùm em với chị. Caro cho mỏng manh nè. Set 65 như Duy Khang Võ. Duy Khang Võ chị ơi chọn đơn nữa được cho đủ đôi đơn nhé. Chiều nay em đi đơn hết cho mấy chị nha. Đơn em không giữ nha. Mai Hương sau rồi. Rồi váy nha, váy suông nha. Váy suông nè 65 ngàn nhé. Váy suông 65 ngàn cho rô hồng nè. Váy suông 50kg đổi lại vừa nè. Váy suông 65 ngàn nè, 50kg đổ lại vừa nha. Váy suông nhá, 65 ngàn màu hồng quang, màu hồng cam rất đẹp, mặc đi tiệc được nha. Đây ạ, caro nè, hãy mấy chị xem gần nè. Chị nào lấy comment giùm em váy nhá, váy 65 nè. Váy 65 nhá, hồng cam mặc rất là dễ thương luôn, cái váy này rất là đẹp luôn. Vải kate á. Rồi váy 65 nè. Chế nào lấy chốt giùm em váy 65 nha. Em thấy chị chuẩn thoại của Duy Khang Võ rồi chị nha. Caro 65 nè. Ráng chọn đơn đủ đơn nha mấy chị nha. Em không có giữ nha. Váy 65 nè. Váy chốt em mã váy nha chị ơi. Chị Duy Khang Võ lấy váy hả? Chốt em mã váy nha. Trời ơi khó chịu quá. Chị lấy váy, chị lấy gì ơi, caro trùng mẫu ở trên đó chị, trùng set caro á. Chị lấy váy hay lấy gì ơi, lấy váy cam một chút mẹ em mã váy nha. Rồi set này size L nha, size XL nha. Set size XL này, chiều nay em đi đơn em không giữ đơn nha mấy chị nha. Set size XL quá đẹp luôn.
70 ngàn nha. Áo ren này rất là xịn luôn, 70 ngàn nguyên set nhá. Quần đùi nè, comment giùm em set 70 nè. Chị ơi, chị Duy Khanh Võ ơi, lấy caro 65 là chị lấy đầm hay là sao chị ơi? Set 70 nè, chị nào lấy comment giùm em set 70 size XL nha. Set 70 size XL nè. Set 70 size XL nha. Wow. Còn một set này sáng với chị họ nè. Pha còn có không biết nữa. Set 70 nè. À, chốt cho chị Nguyễn Thùy Linh nè. Gần nghỉ rồi. Chị ơi, chị lấy váy caro hay gì hả chị? Set caro hết rồi chị. Duy Khang Võ ơi, em chỉ còn váy thôi nhá. Váy 65 ngàn nhá, váy caro cam á, chị lấy thì chốt dùm trên váy nha. Rồi cái set này dễ thương lắm nè. Set này siêu dễ thương luôn. Set này siêu dễ thương luôn nè. Quần trắng, chốt đúng mã giúp em với chị. Chốt đúng mã giúp em với để khỏi lộn nhá. Chị ơi chị đừng chốt sai mã nhá. Chốt đúng mã trên đặc dùm trên với. Nè set này quá dễ thương luôn nè. Đó, một cái áo form hơi dài chút xíu nhá. Có một cái quần nha. Lấy set áo caro chị ơi, nãy chị chốt áo set áo sọc rồi chị ơi, nãy chị chốt set sọc rồi. Còn cái set áo caro em chốt cho người khác rồi chị. Rồi, set này dễ thương lắm, quần dù nhá, quần dù nè. Set quần dù nhá, 70 ngàn nhá. Chị nào lấy chốt thì trên set 70 này, quá đẹp luôn nè. Ô, set này cái áo nó bị chấm rồi mấy chị ơi, set này cái áo nó bị hơi chấm chấm chút xíu nhá. Cái áo này nó bị dơ rồi mấy chị ơi. Áo nó bị dơ rồi em xả cho mấy chị 60 ngàn nè. Hết rồi em ơi. Em xả cho mấy chị 60 ngàn nè. Cái này áo bị dơ em nói trước nha. Áo bị dơ em xả cho mấy chị 60 ngàn nè. Về đừng nghe em ơi, tại sao áo như này, tại sao áo như kia nha. Rất nhiều chị luôn á. Em đã xả có nghĩa là áo đó lỗi em xả. Có nhiều áo có chấm chấm một chút xíu thôi, em cũng xả rẻ cho mấy chị nên là về đừng thắc mắc tại sao chị ơi áo sao chấm nhá. Xả 60, chốt cho em mã xả 60 nè. Chốt cho em mã xả 60 nha. Xả 60. Chị cũng không biết nữa, nó bị chấm chấm vàng á. Thực ra là cũng không đáng kể đâu. Xả 60 ngàn nhá. Bao nhiêu mình mua cái quần vậy? Xả 60, chị nào lấy chốt đúng mã xả 60 giùm em với. Áo thun thái nhá, áo thun thái 45 ngàn nè. Em nói nè, cái hình này nó mà bị lột ra thì mấy chị lật ngược lại nhá. Bị lột ra thì lật ngược lại lấy mình ủi lại. Đỏ 45 ngàn, chốt giùm em mã đỏ 45 nè. Mã đỏ 45 nè. Chốt đúng mã giùm em mấy chị ơi. Xét quần dù đấy, xả 60, chị nào lấy chốt giùm em xả 60 nhá. Chốt giùm em mã xả 60 nha. Rồi áo đỏ thun thái nha, 50kg đổ lại vừa nha. Đỏ 45 ngàn, chốt cho em mã đỏ 45 nè. Chốt cho em mã đỏ 45 nè. Sơ mi 10k nè. Sơ mi giấy 10k nha. Chị nào lấy chốt cho em sơ mi giấy nè. Sơ mi 10k nè. Chốt cho em sơ mi 10 nè. Chốt cho em mã sơ mi 10 nha. Duy Khang Võ, chị Duy Khang Võ vô inbox địa chỉ giùm em nhé. Duy Khang Võ vô inbox địa chỉ tí em đi đơn luôn nha. Em đi đơn trong ngày em không giữ đơn nha mấy chị. Chốt cho Duy Khang Võ mã 60 nè. Em like xong em nghĩ em chốt đơn liền luôn nha. Em nghĩ em chốt đơn luôn nha. Nên mấy chị nào có đơn thì nhớ inbox địa chỉ cho em với. Rồi set nè. Set sập nè, 60 ngàn nè. Set sọc 60k size S nè.
chị cũng không biết nữa. Rồi set S60.000 nha. S60 nè. Chế nào lấy comment giùm em S60 nè. Size S60.000 nè. Rồi nha đi tham khảo ơi. S60 nè. Hết anh hàng tân ơi. Trinh nghỉ nha, Trinh khó chịu quá, Trinh nghỉ nha. Chị nào có đơn thì nhớ nghe máy giùm Trinh nha. Set 60.000 nha, Trinh nghỉ nha. Chị nào có đơn thì nhớ nghe máy giùm Trinh nha. Hôm nay Trinh đi hàng luôn nha. Trinh không có giữ hàng nha, Trinh không có giữ hàng của ai hết. Chị nào có đơn inbox giùm Trinh địa chỉ nha. Trinh nghỉ nha, Trinh mệt quá, Trinh nghỉ nè. Trinh đi hàng trong ngày, Trinh không giữ đơn cho bất cứ chị nào luôn nha. Nên là chị nào có, chị em nào có đơn rồi á, set sập 60 chốt cho Duy Khang Võ luôn nè. Rồi Duy Khang Võ vô inbox giùm em nha. Vô inbox địa chỉ giùm em nha. Của mình được 3 set nè. Chị ơi hết rồi, em chốt cho khách rồi. Rồi chị nào có đơn thì nhớ inbox địa chỉ giùm Trinh nha. Inbox địa chỉ giùm Trinh nè. Rồi Trinh nghỉ nha. Trinh nghỉ nha, Trinh khó chịu quá, Trinh nghỉ nha. Nhớ là inbox địa chỉ giùm em nha.